Xin chào các bạn, tiếp tục đi tìm kiếm các kèo Europe kiếm tiền online thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái kèo tên là Little Miner. Thì các bạn sẽ vào trình duyệt web của các bạn đánh cái tìm từ khóa tìm kiếm là app.little.com như ở đây. Đó, sau khi mà các bạn đánh vào nó hiện ra được cái màn hình như này, các bạn tích vào cái mục ba cái chấm ở đây, bạn tích xuống. Đấy, các bạn ấn vào thì nó sẽ ra như thế này. Bạn tìm đến phần cài đặt ứng dụng, bạn kích vào đây để nó có thể cài đặt cái ứng dụng mà đào Little trên điện thoại của các bạn. Các bạn ấn vào mục cài đặt. Các bạn nào thấy cái bước này nó lằng nhằng quá, các bạn có thể kích vào cái đường link để phía dưới mục mô tả clip nhé, thì nó dễ tìm hơn cho các bạn. Sau khi mà các bạn kích vào mục cài đặt thì nó download cái app về, cái phần APK về cài đặt ở trên điện thoại các bạn rồi. Các bạn đến tiết mục và đăng ký. Các bạn đánh cái email của các bạn vào đây, muốn đăng ký bằng email nào thì các bạn ấn vào đây, sau các bạn ấn vào send OTP thì nó sẽ gửi về 6 số trong cái địa chỉ email các bạn đăng ký ở chỗ này. Thì sau khi các bạn nhận được cái 6 cái số đấy, các bạn điền nó vào đây, sau bạn chọn nước, các bạn chọn tên thật của các bạn chọn username của các bạn ở trong cái app đào này. Cái username này sẽ chính là cái mà các bạn là cái mã mời mà các bạn sẽ gửi để đi tuyển rep cho cái tài khoản đào Little của các bạn. Và các bạn nhập cái code giới thiệu ở đây thì các bạn có thể ủng hộ kênh Invest TV chúng mình bằng cách nhập cái mã mời Invest TV 88 như thế này các bạn nhé. Đó, Invest TV 88 các bạn click vào đây. Sau đó các bạn chọn mật khẩu, cài đặt mật khẩu cho các bạn. Sau đó các bạn tích vào cái ô là tôi đồng ý với các điều khoản dịch vụ, sau đó ấn sign up. Sau khi các bạn ấn sign up thì bạn sẽ nhận được 2 Little thưởng cho cái việc các bạn đăng ký vào đây. Và các bạn nhìn xem tốc độ đào của nó không cao đâu, do đó chúng ta tranh thủ đào các bạn nhé. Sau khi mà đăng ký xong thì các bạn có thể nhìn được vào cái quãng thời gian đếm ngược cho một cái lần đào tiếp theo của các bạn sẽ là 23 tiếng, giống như là các cái kèo đào Pi, đào Pi Bondex vân vân, giống như là các cái app đào trên điện thoại khác nhau. Và để các bạn có thể gửi được cái link tuyển rep đào cái kèo này, các bạn vào mục invite này lấy cái mã mời hoặc lấy đường link chia sẻ để có thể tuyển được thêm nhiều bạn đào Little giống như mình và các bạn đang thực hiện ở đây nhé. Chúc các bạn thành công và có thể kiếm được tiền từ kèo đào Little này. Mình sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về dự án Little để các bạn rõ được hơn dự án này có tiềm năng như thế nào trong các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.